Luật nhà ở sửa đổi, người nước ngoài được mua và sở hữu nhà, mọi cánh cửa đều mở. Bản tin địa ốc FBNC phát sóng lúc 19:30 thứ hai hàng tuần, cập nhật tin tức mới nhất về thị trường địa ốc Việt Nam. Trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta hãy cùng xem chị Đan Hà còn có những niềm vui nào bên cạnh niềm vui chăm sóc và nuôi dạy con cái.